nhắn nhắn. Ừ. Ôi trời. Tại lạc. Tại lạc. Mạnh Thường Quân cho tiền một cái chị Nguyễn Trang Đài ở Canada. Thì chị này nói là thấy hai mẹ con rất là dễ thương, biết tiết kiệm rồi biết xài tiền. Đây là cái số tiền chị Nguyễn Trang Đài ở Canada gửi cho em. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại An Giang của thành phố Long Xuyên á. Thì hôm nay đến đây để mà thay mặt Mạnh Thường Quân là một chị ở Canada để mà đến đây trao hỗ trợ tiền cho hai mẹ con của bé Trang cũng như là thăm em Trang luôn. Đấy, có dịp về An Giang thì ghé đây thăm hai mẹ con luôn nè. Kìa. Ngủ mới thức hay gì vậy Trang? Đeo này giùm anh. Đây hai mẹ con cơm gì? Dạ con canh chua với khát kho. Canh chua khát kho hả? Dạ. Mua xe chưa? Chưa, dạ chưa. Kìa nhìn kìa. Dạ. Nhìn tiếp tục nữa. Đúng mừng á. Sắc lành dữ luôn rồi. Bắt đầu xe. Nhìn mặt dễ thương lắm anh. Ngủ mới dậy hả Trang? Dạ. Dạ. Nhìn dễ thương dữ trời. Anh nói ba nó đẹp trai không Trang? Dạ. Nghĩ cũng bình thường. Bình thường. Dạ. Nhìn chắc nó giống mẹ rồi. Mấy nay cuộc sống mình có thay đổi gì không? Dạ không, dạ mình, dạ không anh thật á. Dạ, đang cơm gì? Dạ, cơm canh chua cá kho. Canh chua cá kho? Dạ. Canh chua cá gì Trang? Dạ, cá phi. Cá phi? Dạ. Nè bắt Hồ qua thăm nè, mình dữ nha. Chú Hồ. Hồi nay mới mua đồ nữa, đồ chơi này hay gì vậy? Dạ, đồ chơi này cô hàng xóm mình cho. À, ở trong này gì ta? Kêu mỗi cái nó khác nhau á. À có được sẵn có đo chiều cao luôn á. Cũng hay ha. Tôi dự định là chừng nào đi làm? Dạ. Đi làm á hả? Dạ đợi con lớn xíu thì em mới đi. Không gặp mẹ em có điện lên không Trang? Dạ. Có, bữa nào cũng điện hết trơn. Điện rồi tối ngày có thằng này không à. Tôi không có nói gì hết á. Mà con giận đi không? Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Dạ. Mẹ có đòi lên thăm không? Dạ. Cái nhỏ em Út. Nhỏ em Út nó đòi lên thăm. Thằng em Út, nhỏ em Út. Dạ. Trai con gái? Dạ, con gái. Ủa? Dạ. Còn hôm trước là người mà lên thăm anh Nguyễn, nó lên thăm là em trai là thứ mấy? Dạ thứ thứ năm. Thứ năm? Dạ. Thiếp. Nhìn đã ha. Có nhiều cô bác anh chị nói là bé Minh Anh dễ thương đó, hai mẹ con hiền biết tiết kiệm. Cũng có nhiều cô bác anh chị nói tại sao quay Trang thì quay hoài đó. Bây giờ thật ra thì không phải là quay hoài mà hôm nay thì hôm trước thì có bàn một cái vấn đề mua xe á anh ấy. Mạnh Thường Quân cũng có điện cho em, có muốn ủng hộ cho hai mẹ con để mua chiếc xe 50 triệu, chịu không? Dạ. Muốn xin? Dạ không. Rồi. Em nhớ em nó 50 triệu hết hồn. Cái gì rồi, cái gì hết hồn? Dạ ngày xưa hết chi vậy? Dạ ơi, đâu là không cần xe hết. Đã cho? Dạ cho mà, dạ biết cho rồi nhưng mà em cũng không cần xe mắt mà. Cái gì? Dạ em biết cho rồi mà em không cần xe đã mắc quá. Thì bây giờ mua xe chạy cho em 50 triệu. Nhận không? Hả? Nhận không Trang? Dạ nếu có lòng thì em nhận. Thì xe mua xe thường em không mua xe
mấy triệu thôi, xe máy 5 triệu mất quá, 50 triệu. 50 triệu không chịu mua luôn. Có nghĩa là nhận quà thì nhận ít ít thôi hả? Dạ. Ôi. Vậy là hai mẹ con nấu ăn buổi sáng, chiều không có nấu? Dạ, ăn, dạ sáng ăn nấu còn, chiều hâm lại ăn. Chiều hâm lại? Dạ. Gì đó. Thật ra hai mẹ con có đi vòng vòng ở Long Xuyên chưa? Dạ chưa. À, có bữa anh Nguyễn anh có chở đi xuống vòng vòng với chỗ nào đó. Chỗ nào gì? Chỗ công viên gì đó. Thì với cái chỗ lớn. Anh Nguyễn chở lên trang đi vòng 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 viết người ta tưởng đâu là hai vợ chồng không hả? Anh Nguyễn có người ta nghĩ không? Anh hôm trước mà dẫn đi vô mua cái đai người ta có nghĩ vậy không? À không. Dạ. Nằm xuống chơi ha. Để nằm xuống đi. Bữa nay nhìn khác hẳn hơn. Ê, ai ta? Mới ngủ đến vậy có sữa chưa? Dạ chưa. Dạ. Dạ. Ôi trời, nhìn đã thiệt á. À. Ôi trời. Cô bác Minh Chiến nói là để cho bé lớn lớn đi hay đi làm. Dạ. Qua gặp Minh Anh mọi người thích lắm. À, hôm nay thì tiền bạc mình còn ấy không? Dạ, mình còn, dạ, còn một có gốc để xài không? Dạ không. Không gốc à? Dạ. Cũng còn nguyên đó luôn ha. Dạ. Thì hôm nay cũng có cô bác có ủng hộ thêm không Trang? Dạ không. Không hả? Dạ. Ủa hôm trước là anh nghe em nói em còn nhiêu tiền ta? Ở ngoài á? Ở ngoài còn mấy trăm. Ừ. Rồi anh là anh ủng hộ, canh nào anh cho anh đã ủng hộ cho em thêm 4 triệu đó. À. Rồi còn 4 triệu bây giờ em không gửi, em xài. Em xài không gửi tiền đó. Còn dạ. Nhiều không? Dạ còn 2 triệu mấy. 3 triệu mấy. Còn 3 triệu mấy? Dạ. Ủa không gửi xài nhiêu? Xài gần 1 triệu rồi. Không nghe là anh lại cũng hơn 10 ngày mà đúng không? Dạ. Trao tiền cũng hơn 10 ngày rồi. Dạ đâu, không, chưa tới 10 ngày. Chưa tới 10 ngày hả? Dạ. Ủa xài gì ít vậy? Dạ, em đâu có ăn uống gì nhiều đâu, chỉ mua sữa nó không à. Dạ. Dạ, nó uống sữa không. Kìa, đã cho chọi cái này. Nó nổ nó chọc lại cho nó. Ê. Rồi, xuống lên. Dễ không? Dạ dễ. Dần lật được luôn hả? Dạ tự lật vậy, nó tự lật không à. Đã để coi lật được không? Dạ được. Dạ hôm trước mà nó lật à. Lật được hả? Lật dạ. Sắp lại luôn hả? Dạ. Lật cho ông bà coi đi con. Ô. Lật cho ông bà coi đi. Hai mẹ con chắc cũng thường là ở trong phòng thôi chứ đâu đi đâu hết trời. Không có trời mưa thì còn ra ngoài trước chơi được. Còn mấy bữa nay 2-3 ngày nay mưa không mà toàn ở trong phòng, không đi ra ngoài được. Dạ, yeah. Mấy ngày mưa sao đi chợ sao? Dạ yeah. Đi chợ như thế nào? À, hôm bữa giờ cỡ 5 ngày em chưa có đi chợ. Dạ yeah.
Dạ. Ăn khô quá hả? Rất ít, tại trong tủ lạnh em đi chợ một lần em mua nhiều đấy, em để ăn một lần vậy. Em mua để vậy rồi héo, rau héo rồi sao? Nhanh. Ôi trời. Tự lạc. Tự lạc bên đây luôn hả? Dạ. Lật ngược lại được chưa? Dạ chưa. Chỉ có sắp thôi hả? Dạ, chỉ lật vậy là không biết, lật hồi nó mệt rồi không biết sao lật lại hồi nó làm tự nó nằm sắp lên luôn. Ờ, đây là cái có nghĩa là khó thở. Dạ khó thở, hồi nó nằm sắp gì luôn à. Ôi trời ơi. Nhưng mà tối nó có lật không? Dạ có, tối bữa nào cũng lật hết trơn, nửa đêm mới chị lật. Lật mà lúc này em cũng hay nữa, em ngủ mà, ngủ cái chừng nào nó mệt á, nó gần là em mới hay. Hay rồi em mới đỡ nó ngược lại cho nó ngủ. Để thấy nghe, mệt có làm như thế nào. Mà hôm trước ai đặt cái tên Minh anh quên mất tiêu rồi. Dạ, cái chủ, ông chú làm giấy á. Ông chú làm giấy à? Dạ, dạ, làm giấy khai sanh. Em không biết tên gì em đặt, chú đặt nhầm hả? Dạ. Đó, lật hồi mệt, không thôi nằm sắp xuống, thôi họ la làng. Lật được mấy ngày nay rồi? Dạ, cũng được 4 ngày nay rồi. Hôm trước anh lên đâu có lật đúng không? Dạ không. Đấy lật bất ngờ dữ không? Dạ, bất ngờ, dạ. Thế lạc thì được, thấy nhìn nhiều khi thấy nó thấy cưng nữa. Minh Anh. Ồ vậy đó hả? Dạ. Nằm luôn. Okay. Bây giờ muốn lật lại đúng không? Mỗi cổ thôi. Dạ, mỗi cổ vậy. Mỗi cổ thôi, không biết lật lại. Nằm nhé. Ôi trời, coi chừng. Ê, anh lên đây, nè. Nằm sẽ lật nè. Bây giờ là chưa có lật ngược lại được. Dạ chưa. Chỉ có biết lật sóc thôi. Cái giò kìa. Giò như đạp xe á. Ý. Nãy cậu hồ thăm con kìa. Ở đây có khó khăn gì không Trang? Dạ sống ở đây nè. Dạ không. Dạ yeah. Có gặp khó khăn gì nói với anh Nguyễn. Là anh Nguyễn không qua đây mà. Hiện nay cái khó khăn nhất của mình là gì ta? Em... Em giờ em cũng thấy khó khăn nhất. Tại vì khó khăn của em được cô chú với các mạnh thường quân giúp đỡ hết rồi. Giờ cũng nhờ cô chú với các mạnh thường quân trong nước, ngoài nước để giúp đỡ cho em. Đỡ cho em giờ em qua những cái khó khăn. Giờ cũng khỏe rồi ha. Dạ. Sống với hai mẹ con nói chung là hiện nay thì chắc cũng là tương đối ổn định. Dạ. Nhưng mà cho thôi. Nhìn ý đó hả? Nhưng mà nhìn em nhìn chắc cũng bé đang lớn lên thành thử là cũng đỡ buồn ha. Dạ. Chứ con mình ở trong phòng trọ thì cũng buồn dữ hả? Dạ. Con em không có buồn á, tại vì có con mình không có buồn. Tới ngày nhiều khi giỡn với nó, đi hung nó này kia, đè hung nó, nhiều khi nó quạo nữa. Nó quạo hả? Dạ. Thì tới ngày giỡn chọc nó xong là không có buồn. Đè hung nó quạo luôn. Dạ. Nó quạo nó làm cái gì? Dạ nó cắn. Nó cắn hả? Dạ, nó kéo mình vô nó cắn. Có gần chưa? Nó cắn nó như là gì nó muốn nó cắn mình sao á. Vậy hả? Dạ. Chị
gì con, để xích lên đây. Mà nhìn Lanh ghê ha. Lật nữa. Lật nữa. À. Nằm yên đi. Quậy hoài vậy. À. Ồ. Hôm nay có ai điện thoại về em không? Từ ngày chắc không có cho số điện thoại rồi, không có ai điện hả? Dạ không. Ê ê ê. Ôi kìa. Thằng Nguyễn đi ra trước bà. Nó lật không biết lật ngược lại, cứ nó khó lật hoài. Con mắt nó bự ghê. Ôi trời. Ủa ngã đâu rồi, ngã à? Không sợ đau. Không sợ té. Không sợ đau hả? Nó không sợ té, ngã đâu nó ngã. Vậy nó đâu biết đâu. Tao đâu biết nào, biết nào cứng nào mềm thôi. Dạ. Sáng nấu canh chua cá phi với lại cái gì? Cải cải mà. Hả? Cải với bắp cải không ạ? Với bắp cải hả? Dạ. Ồ. Đó anh xem nữa. Ngày ăn mấy chén cơm? Dạ ăn nồi cơm đó, ngày một nồi á. À. Cá rô phi kho hả? Dạ. Ở đâu này nó phải là cái con cá kia đâu phải là cá rô phi ta. Dạ cá là cá phi. Cá sặc thì á. Dạ cá phi con. Ở sao mua con cá có chút béo vậy? Dạ bữa nói với anh mua cá đó, cá phi con nhỏ nhỏ đó. Ở sao mua con bự á? Em phải ăn con nhỏ. Dạ. Còn đây là con bự đây đúng không? Dạ. Này nhiêu ký trên? Dạ gì anh? Chứ nhiêu tiền ký á? À bữa bắt hai con nhỏ, hai con nhỏ là 30 ngàn. 30 ngàn hả? Dạ. Hai con bự khá là sạch sẽ luôn. Gọn gàng ha. Ôi bữa này mũi hết vậy ta? Cái con gì chứ không phải mũi. Dạ hả? Dạ. Trang ở mình có bao nhiêu người ở đây cũng khá sạch sẽ anh Nguyễn ha. Nên biết lặt rồi. Cô bác bên chị nói em bỏ đồ ăn vô cái hộp á, đừng có bỏ vô cái bọc. Dạ. Có cái hộp mũ á. Dạ không biết. Cái hộp đựng đồ ăn đó Nguyễn. Để nó bỏ vô cái bọc đồ ăn nó dễ bị hư. Dạ đâu để bữa nào em đi chợ em hỏi thôi. Ừ. Em hỏi người ta. Hôm trước thấy mua một dây làm cá xong phơi khô một dây đâu rồi? Em bỏ tủ lạnh nè. Dạ, yeah. Ủa sao phơi khô bỏ tủ lạnh? Dạ, thấy nắng mưa không? Mấy bữa trước em không làm thì không mưa đâu, nắng chang chang vậy đó. Tới chừng em mua về em làm phơi cái trời mưa. À, cho anh coi nữa coi. Dạ, anh coi đi trong tủ lạnh. Dạ. Yeah. Bây giờ, lần qua lần nào cũng lật tủ lạnh thấy thấy mất lịch sự quá anh ấy. Nhưng mà chừng cô bác của anh chị thấy, đây nè anh ấy. Đâu lấy dây khô ra cho cô bác của chị xem à. Ồ. À, cũng giỏi quá, cái này gọi là lương khô dự trữ đúng nghĩa nè. Nhưng mà anh bằng cái này chắc cực ha. Dạ cực. Cái này cá gì ta? Mè dinh đó. Mè dinh. Cá phi. Cá dạ sắc. Nó sợ nó gáo và nó sốc khô cho cái này cá phơi một nắng hai nắng là hấp dẫn ha. À. Chiên ngon lắm. Cái này mà chiên ăn với lại rau luộc hay rau sống gì cũng được đó. Dưa leo quá. Dạ. Nay có cái ghế để bình nước lên luôn đó hả? Dạ cái này ông chủ chợ cho. Ừ. Nói chung là nhà cũng khá là sạch. Mà vậy là êm rồi. Em nghe nói thì cũng dự tính mua xe cho có Mạnh Thường Quân cũng có nói là sẽ gửi mua xe anh Nguyễn. Dạ. Hứa gì mình nói gì khoảng chừng 10 ngày nửa tháng gì đó. Ừ. Mua xe cho bé Trang nghe nói bé Trang mua xe 2-3 triệu gì anh ta nói là xe đó về mua sửa thấy mồ luôn. Để gắn gắn thì khoảng chừng 10 ngày nửa tháng gì đó gửi tiền về ta cho bé Trang mua xe nó tốt tí. Nhưng mà chưa chỉ là mới hứa thôi. À.
chia sẻ với anh Nguyễn là hôm trước là trao 4 triệu bốn mấy hả Phát? Tổng chung hết. Mà hiện hôm ngày sử dụng chưa hết 1 triệu. Hơn 10 ngày rồi. Khoảng còn hổ sữa mà. Là em mua hết hộp sữa hả? Dạ em ăn uống ít. Có nghĩa là ăn đi uống tiết kiệm. Cô bác của anh chị cũng thương vậy đó. Nói là biết tiết kiệm, sử dụng tiền đúng mục đích. Là mai mốt từ cái tuổi này trở lên thì mới tốn nhiều tiền nè. Dạ đúng, giờ uống sữa nhiều cũng nhờ, còn 5-6 ngày là hết hộp sữa. 5-6 ngày là hả? Dạ hết sữa, hộp sữa bự. Như thế này là mới một là bắt đầu biết ăn dặm nè ha. Dạ. Hai là chuyển sang cái tuổi ăn tuổi lớn đi học rồi nó bắt đầu giai đoạn này nó mới cực khổ hơn tí xíu. Dạ, còn xài tiền nhiều nữa. Hả? Dạ giai đoạn nó còn thường đi học này kia rồi còn sẽ xài tiền nhiều. Ừ. Bởi vì em các mạnh thường quân giúp đỡ cho em hết tiền á, là em không phải y có tiền rồi có nhiêu đó là xài là đủ rồi, em có vậy. Em có tiền rồi em muốn để dành lên, em muốn đi làm để kiếm thêm gì đó. Để cái đó mình dự trữ để mình phòng ngừa ha. Dạ đúng. Để mai mốt thì đôi khi mình không được sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân nữa. Dạ đúng. Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em, giúp được cái lúc khó khăn thôi chứ Mạnh Thường Quân đâu có giúp em hoài được. Đúng rồi. Dạ. Mình nghĩ như vậy là rất là tốt luôn. Tại mình còn đi làm nữa. Sau này cũng còn phải cố gắng đi làm nữa. Dạ, các Mạnh Thường Quân giúp đỡ trong nước ngoài nước giúp đỡ tiền cho em rất là quý các Mạnh Thường Quân, em rất là quý các Mạnh Thường Quân ạ. Cái nhìn cái mặt à. Ôi trời, đá rồi kìa. Ừ mà anh quay cái em hỏi vậy, anh quay em hỏi ý kiến của cô chú anh chị á, là như là em con em là bốn tháng rồi đó mà sao cái giò nó cứ nó đứng lên không có được á anh, nó cứ coi vậy nè. Em thấy không biết coi sao không, tại em thấy em bé người ta là 3 tháng là đứng nó nhúng. Ủa sao nó co gì không á hả? Dạ nó nhúng được à, nó co nó không có chịu đứng. Ừ, hỏi ý kiến của chú anh chị. Ừ. Hỏi đi. Đó, em thẳng cái giò coi, cầm cái thẳng cái giò. Dạ, ra đúng rồi. À, bên kia ra bên kia bị cong hay sao? Dạ không có. Hai cái hai giò bình thường. Bình thường mà đúng dạ, không? Dạ đúng rồi mà nó không chịu đứng. Này sao? Đấy lười quá vậy, chắc lười quá vậy. Đó là lại nói lười biết kìa. Đứng. Nhưng mà thường là 3-4 tháng là người ta sẽ đứng đúng không? Dạ không phải đứng, như là nó hơi chòi chòi đứng, nó đứng chòi chòi á, mà nó không có chòi luôn. Vậy là mình phải tập thử thôi. Thôi em nói em cũng để ý hay ta. Này em lâu rồi, đó mấy bữa nay. Đâu để là đứng lại đây. Có nghĩa là hỏi cô chú anh chị ha. Dạ. Ý kiến. Dạ. À, hỏi là như vậy không biết bình thường hay là bình thường là có sao không? Em không biết. Tự nhiên bé để đứng cái chân không chòi chòi á anh Nguyễn. Nó để đứng cho Nguyễn coi coi. Nó không chịu chòi chân, nó cứ co giò lên như hoài. Nên em hỏi ý kiến cô chú anh chị gì đó. Dạ. Nhưng mà cái giò để thẳng ra bình thường. Nó để thẳng ra cho coi lại lần nữa. Để em để ngồi xuống, đừng để ngồi vô mình em. Hay là tất cả nó là biến đứng. Và anh nghĩ nó là nó làm biến. Chưa đủ tuổi á, tới cái tháng là nó chưa đâu. Nhưng mà cái chân nó chồi hay quá mà. Để nằm xuống là cái chân chồi dữ lắm nha. Rồi rồi. Dễ thương quá rồi. Ê nha.
Nè nè, quậy à, quậy à, quậy à, quậy à. Ôi sao vậy, sao vậy, sao vậy? Nè. Mai mốt lớn lớn lên kêu nhận chú Nguyễn làm ba nuôi là được rồi. Hả? Đây. Dạ. Chịu không cho chú Nguyễn không? Có gì đâu, nhận ba nuôi bình thường thôi chứ. Không, bé bình thường, cái chân em nghĩ là cái chân bình thường mà. Hả? Hả? Tất tại nó làm biến đứng. Tất tại nó làm biến á. Chứ đó mới có mấy 3 tháng mấy 4 tháng nhiều. Dạ, em thấy nhiều khi thấy bé người ta đó, thấy 3 tháng là nó hơi chòi chòi, giờ hơi chòi chòi, bên này nó không có chòi. Dạ, nó giống đó. Chứ đâu. Khỏe lắm. Hãy có mấy người cô điện đó. Nói thăm Trang, nói dạ. Thăm Bùi Hồ. Để lại thăm Bùi Hồ. Cảm ơn cô chú anh chị. Mà vậy nè, có rất là nhiều cô chú anh chị á, nói về cái vấn đề mà quay em Trang á, thì rất là muốn xem bé Minh Anh để coi cũng vui những cái giờ phút mà giải lao, hoặc là cô chú anh chị mà thích em bé chúng ta coi. Cũng có một số cô chú anh chị á, không hiểu là nói mình qua quay cờ Trang có gì đâu mà quay hoài. Thật ra thì cũng có công việc thì qua đây thì sẵn thăm Trang luôn, cập nhật tình hình cho mọi người biết luôn. Hôm nay Khang biết rồi, nói chuyện nó không rõ luôn, quân bệnh luôn. Hôm nay anh qua là anh đi về Long Xuyên này nè, có thăm một cái hoàn cảnh thì sẵn ghé đây qua trao tiền cho em luôn. Thay mặt Mạnh Thường Quân trao tiền một cái chị Nguyễn Trang Đài ở Canada. Thì chị này nói là thấy hai mẹ con rất là dễ thương, biết tiết kiệm, rồi biết xài tiền. Đây là cái số tiền chị Nguyễn Trang Đài ở Canada gửi cho em, là để em có thể là mua sữa hoặc là có thể là mua xe hùng vô để mình góp vốn mua xe cũng được, tùy em sử dụng. Em muốn sử dụng sao cũng được, chứ không cần, không phải nhất định là ép em phải mua xe. Em có thể để dành cái số tiền này để mà mua sữa cho con của mình. Càng ngày càng lớn á thì cái chi tiêu nó sẽ càng nhiều ra. Mà thấy cô bác anh chị thấy Trang chia sẻ cũng khá là tiết kiệm, khi mà tiền Bùi Hồ gửi gần 10 ngày rồi mà xài chưa đến 1 triệu đó. Đa số là ăn khô về cá ghẻ tiền, ví dụ như con cá rô phi á. Dạ. Là ghẻ tiền, cá đó là nhiêu ký ta, 20 ngàn không? Không biết nữa. Không tới 20 ngàn ký nữa. Cá đó thì rất là ghẻ mà cũng dễ ăn nữa. Thấy là khô dây dây là cô bác anh chị hiểu rồi. Đó. Thì hôm nay thay mặt cho chị Trang Đài ở Canada. Dạ. Gửi cho em 5.800.000 đồng. Dạ. Đó, chị đó chuyển tiền Việt qua cho anh gửi cho em luôn. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 800. Chị Trang Đài gửi cho Bùi Hồ thì tổng cộng là 15.800. Thì trong khi đó gửi cho em Trang là 5.800, gửi thêm một hoàn cảnh của gia đình của bé Văn Khoai nữa. Thì hôm nay thì ghé thăm em trước, dậy cho em trước. Em cảm ơn chị tên gì anh? Trang, chị Nguyễn Trang Đài ở Canada. Nguyễn Trang Đài ở Canada đã giúp đỡ cho em số tiền này để em sinh sống, mua sữa này kia, mua đồ lặt vặt. Và em cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị có sức khỏe. Cái này để mua sữa hay mua xe? Mua sữa. Sao để mua xe? Chắc cũng hai mẹ con thì cũng chưa đi đứng nhiều lắm. Đấy, khi nào mà mình gần sắp đi làm á thì mình mua luôn là nó sẽ tiện nhất. Mình sẽ nếu như mà tích góp được nhiều chút xíu á thì mình sẽ mua luôn. Còn bây giờ thì dành tiền để mua sữa cho bé Minh Anh đi, hay Nguyễn ha? Hợp lý rồi. Thì bé càng ngày nó càng muốn sữa nhiều nữa. Dạ. Đó. Thì hôm nay thì qua đây, chủ đích là qua đây để mà thăm em với lại bé Minh Anh, quay cho cô bác bên chị biết luôn. Cái thứ hai là trao tiền của Mạnh Thường Quân cho hoàn cảnh của em với lại bé Anh. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Trang Đài ở Canada đã hỗ trợ cho bé Minh Anh cũng như là Trang có thể trang trải cái cuộc sống trong cái thời gian sắp tới. Hôm nay thì cái giọng nó rất là khàn,
Bây giờ nói chuyện muốn hết lên luôn rồi. Cô bác anh chị mà nghe không có rõ thì thông cảm cho vui hồn nha. Giờ nói chuyện nghe thấy lạ không? Dạ lạ. Giờ hôm nay em nghe nói chuyện rất là trời ơi. Nói hết nổi luôn rồi. Rồi, anh chào em. Dạ, anh chào. Rồi, cho cô bác anh chị nhìn cái nữa đây, đi về. Bye bye, rồi, đứng lên, ngồi dễ. Ngồi dễ. Ngồi dễ. Cười, rồi, để cho em mình em ạ. Rồi, để cho cười cái chào, cảm ơn cô, tất cả các mạnh thường quân cũng như cô Trang Đài, coi, cười. Cảm ơn cô, cười cái. Rồi, dễ thương lắm. Thôi, em chào em ha. Dạ.